Xin chào. Video lần này sẽ là về chuyện mình đi làm. Trong đợt vừa rồi thì mình có đi làm cho người Đức. Số là lúc đấy mình vừa mới xong một công việc freelance. Tức là cả hai công việc freelance mình làm trong hè. Và tự nhiên kiểu lúc đấy mình có nhiều thời gian rảnh cực ấy, đang bận tối mắt tối mũi, xong tự nhiên đùng một phát sáng ngủ dậy không biết làm gì, nằm xem điện thoại, nằm xem Doraemon. Hết. Thế là mình muốn đi tìm một cái gì đấy để làm, mình muốn tìm một cái Beschäftigung. Beschäftigung thì xuất phát từ cái động từ sich beschäftigen mit etwas, tức là kiểu làm bận bịu bản thân ở một cái gì đấy. Vì xem tiếng Anh thì sát nghĩa nhất sẽ là occupation, tức là một cái gì đấy để mình làm bận rộn bản thân với nó. Thế là mình mới đi tìm thử trên mạng xem là có công việc kiểu nên vần job nào đấy cho sinh viên không. Vì năm ngoái mình cũng đã đi làm thêm rồi, nhưng mà lại làm cho người Việt. Năm nay mình muốn thử đi làm thêm cho người Đức xem như thế nào, bởi vì không cần nói thì ai cũng biết là làm thêm cho người Đức thì sẽ có những cái lợi nhất định. Mà thật ra thì làm thêm cho người Việt cũng có những cái lợi nhất định. Chỉ là mọi người nên cân đo đong đếm cân nhắc xem là cái nào mọi người prefer. Đầu tiên là câu chuyện tìm việc như thế nào. Để tìm việc, mà nhất là việc kiểu neighbor job, việc làm thêm chân tay ấy, thì nó rất là dễ. Các bạn có thể làm theo một là cách của lỗ sĩ, cách classic, tức là cứ đi ngoài đường nhìn thấy một cái chỗ nào đấy nó đang đề biển là wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Arbeitskräfte, wir brauchen dich, hay là Mitarbeiter gesucht chẳng hạn. Đại loại là những cái biển nó gọi là cái gì, Werbeplakate, cái biển thông báo là đang cần người, đang tuyển người đấy. Thì các bạn cứ xông thẳng vào, xong rồi hỏi tình hình sẽ là Entschuldigung, können Sie mir bitte mehr sagen, các thứ. Mà nếu như đấy là một cái công ty, một cái nhãn hàng mà kiểu có franchise, nói chung là nó có chuỗi và nó nổi tiếng một tí, thì người ta sẽ làm theo kiểu có hệ thống từ trên xuống dưới. Tức là người ta sẽ không tuyển bạn ngay ở đấy. Người ta sẽ bảo là bạn lên cái trang web của nhãn hàng đấy, của công ty đấy, như mình là Backline Mobius, tìm thêm thông tin xem là phải nộp những giấy tờ gì và nộp vào địa chỉ mail nào. Thì đấy là cách kiểu classic, là cách truyền thống như thế. Thì bây giờ Đức nó cũng offer một số những cơ hội cho các bạn tìm việc online và nộp hồ sơ online. Ở Đức thì mình thấy là mọi người hay dùng Indeed. Mình sẽ để link ở phía dưới phần description box. Cái Indeed này thật ra nó cũng giống như LinkedIn thôi, nếu như bạn nào dùng LinkedIn quen rồi. Tại là ở trong Indeed này bạn sẽ được tạo một trang cá nhân, bạn điền thông tin cá nhân của mình vào đấy và có thể upload một số những cái tài liệu liên quan đến thành tích hay là cá nhân bạn gì đấy. Và quan trọng nhất là cái trang này nó cũng là một cái platform kết nối giữa người đi làm và chủ lao động, tức là Arbeitnehmer, người đi làm, và chủ lao động là Arbeitgeber, người giao việc làm, người đưa việc làm, người đưa việc làm cho người khác. Thì đấy, mình cũng đã sử dụng cái trang Indeed này phần lớn là bởi vì mùa dịch mình kiểu lười đi ra ngoài và lười tiếp xúc với người khác, và mình cũng lười giao tiếp. Và ở trên Indeed này các bạn cũng sẽ tìm được bao quát hơn, có nhiều option và nó sẽ trải rộng cái phạm vi tìm kiếm của mình ra. Trong cái Suchmaschine là cái bộ máy tìm kiếm của trang Indeed này, nó cũng sẽ có những cái kiểu filter để cho bạn kiểu lọc ra những cái công việc mà nó phù hợp với nhu cầu của bạn. Ví dụ như là lương bao nhiêu, có gần bạn không, chỉ chuyên về lĩnh vực thời trang hay là chỉ chuyên về lĩnh vực đồ ăn đồ uống gì đấy chẳng hạn. Thì mình tình cờ mình tìm thấy cái verb Anzeiger của Bakery Möbius và mình đã apply. Mình nhớ là ở trong cái verb Anzeiger của Möbius người ta cũng có nói riêng luôn là mình phải gửi những cái Unterlagen, là những cái giấy tờ, những cái hồ sơ gì. Thì một cái quan trọng nhất là cái Lebenslauf, có nghĩa là CV, nói về tiểu sử đi học và đi làm của bạn, gọi là kinh nghiệm và những khả năng của bạn. Cái vị trí lúc đấy Möbius đang tuyển người là Verkäuferin, tức là đứng bán hàng ở tiệm bánh. Nếu như bạn nào chưa biết thì mình là một người rất là thích ăn uống, đấy là lý do thứ nhất tại sao mình chọn công việc này. Và lý do thứ hai là bởi vì chị mình ở Việt Nam cũng có một cửa hàng bánh. Mình thì mình chưa từng có kinh nghiệm đứng làm Verkäufer hay Verkäuferin. Thế nhưng mà
nhiều chỗ người ta sẽ ghi ở phần mô tả là kind of erfahrung benötigt, đại loại thì ý là không cần kinh nghiệm mà có thể đào tạo được ngay tại chỗ. Phần lớn là với những công việc kiểu như là Verkäufer hay là Kassierer hay là cả Kellner các thứ cũng thế. Đại loại những công việc nó chân tay và có thể và mọi người có thể học nhanh, nhất là đối với kiểu sinh viên, những người trẻ như bọn mình thì người ta thường kiểu gehen davon aus, von etwas ausgehen, tức là người ta thường nhận định, người ta thường nghĩ luôn, người ta assume luôn là bọn mình sẽ học được nhanh và bọn mình sẽ làm được, sẽ sharpen được. Thì ở trong cái Lebenslauf của mình có ghi về học vấn của mình cấp 1, cấp 2, cấp 3 như thế nào. Đã học 1 năm Student College và bây giờ đang học ở TU Dresden ngành Medienforschung. Tại đấy mình nói về kinh nghiệm đi chạy bàn 1 tháng rưỡi hè năm ngoái của mình. Và sau đấy có một chút về khả năng ngoại ngữ và một chút về kiểu tính cách. Nói chung là mình sẽ nói một cách rất chung chung là mình cũng là một người cởi mở, lại là Kunden oriented. Tính từ này khá là hay đối với những bạn nào mà muốn apply về ngành kiểu gastronomy, tức là kinh doanh ăn uống, thực phẩm, hay là Kunden service mà nó liên quan nhiều đến Kunden umgang, tức là cách giao tiếp, cách kiểu chăm sóc khách hàng, lại thế. Thì hãy nhớ cái tính từ Kunden oriented này, tức là lúc nào cũng đặt khách hàng lên hàng đầu. Mình gửi cái CV này đi. Và tất nhiên là mình phải kèm ảnh có mặt của mình nữa. Kể cả cái ảnh chụp kiểu 3x4 hay 2x3 gì đấy mà các bạn chụp ở Việt Nam ấy, các bạn cũng có thể scan lên và chèm vào trong cái bản Lebenslauf điện tử của các bạn và sau đấy gửi đi. Rất là đơn giản. Sau đấy khoảng tầm 2 ngày mình cũng đã nhận được luôn cái email của bà, cái Chefsleiter Rin bà mà, và gọi mình đến cái Vorstellungsgespräch, tức là buổi interview nói giới thiệu về bản thân, job interview đấy. Thì mình đến và nói chuyện các thứ, những thông tin quan trọng mà người ta chắc chắn sẽ hỏi là mày mong đợi mức lương bao nhiêu, cái height là mức lương. Sau đấy người ta cũng sẽ cung cấp cho mình Mindestlohn là lương tối thiểu. Đối với mình thì mình nhận được lương khởi điểm lúc đấy là 9.54 một giờ, so với mức lương tối thiểu mà của nước Đức bây giờ là 9.35 thì nó không quá cao, thế nhưng mà kiểu nhân cấp số lên thì nó cũng là một cái gì đấy. Với cả mình cũng mới vào mà mong đợi cái gì. Sau đấy thì người ta sẽ hỏi là bạn rảnh vào những thời gian nào, bạn có thể đi làm vào những thời gian nào. Bởi vì mình làm là làm thêm chứ không phải là làm chính, cho nên là người ta cũng sẽ cố gắng sắp xếp lịch cho mình đi làm phù hợp với cái lịch trình, cái student plan của chính mình. Và sau đấy một cái quan trọng mà các bạn cần biết là dạng Arbeitsvertrag của các bạn là gì, tức là hợp đồng lao động của các bạn là thuộc loại gì. Nếu như cái mức lương của nó là gering für cái Beschäftigung, tức là dưới 450 ấy, thì lúc đấy giờ làm việc của các bạn sẽ là không quá 11 giờ một tuần. Mà cái kiểu, cái job trip của các bạn sẽ là Aushilfer hoặc là mini job. Thế còn đối với mình lúc đấy mình cũng hơi ngạc nhiên, là bà ấy hỏi là mình có muốn để cái dạng hợp đồng của mình là Werkstudent không, tức là sinh viên đi làm. Cái dạng hợp đồng Werkstudent này thì cho phép bạn đi làm không quá 20 giờ một tuần, và trong kỳ nghỉ thì các bạn được đi làm không quá 40 tiếng một tuần, tức là nó cao hơn so với cái dạng Gering für cái Beschäftigung kia. Cái từ này dài quá. Thế là mình ok, bởi vì mình thấy nhiều tiền hơn, ok, tội gì. Lúc đấy mình cũng đang rảnh làm việc nhiều hơn cũng không sao. Đại loại thế. Thế là mình ký. Cái cuộc Vorstellungsgespräch thì nó đi khá là nhanh, nó kiểu khá là smooth. Rõ ràng là đi làm thêm cho người Đức thì cái quan trọng nhất là người ta nói gì mình phải hiểu được và mình phải làm được ý theo ý người ta muốn, đúng không? Thế nên là cái việc mà mình hiểu ngôn ngữ của người ta và mình có thể đáp lại cái yêu cầu của người ta là rất là quan trọng. Chứ còn việc mà bạn kiểu giỏi tay nghề như thế nào thì nó cũng quan trọng ấy. Nó cũng quan trọng ấy, nhưng mà đối với mình cũng là một cái dạng kiểu tay chân thừa thãi thì mình đánh giá cao cái khả năng ngôn ngữ hơn. Lại thế. Nhưng mà nói chung là đi làm cho người Đức thì kiểu gì cũng sẽ phải giỏi tiếng rồi, cũng sẽ phải chắc tiếng rồi. Cái thế là sau đấy bà ấy xếp cho mình một buổi đi làm thử kéo dài tầm 3-4 tiếng đồng hồ gì đấy, nhưng mà không nhất thiết là phải ở lại đến hết 3-4 tiếng đồng hồ. Mục đích của buổi đi làm thử này cũng là để cho mình kiểu làm quen với môi trường và nhất là làm quen với công việc. Người ta tạo điều kiện cho mình kiểu tiếp xúc trực tiếp với cái môi trường làm việc đấy luôn, như là một người làm việc ở đấy, để xem là công việc này có thực sự phù hợp với mình không. Đấy là một cái nó kiểu rất là liberal, nó rất là kiểu tự do mà đất nước này offer cho con người đi làm như thế. Thế mình đến làm thử, thôi thì nó cũng không có vấn đề gì, nó không quá stress nên là làm việc làm Kellner, và nó cũng có những cái cute riêng của nó.
Nhưng mà tất nhiên là đi làm buổi đầu thì mình cũng không chưa thể để đánh giá được hết tình hình ấy, nhưng mà tất nhiên là cái gì thì cũng phải học, cái gì cũng phải quen đúng không? Và ok, mình ký hợp đồng Arbeitsvertrag. Trong cái Arbeitsvertrag này người ta sẽ nói qua những cái điều khoản lao động. Thế nhưng mà đối với cái Packaging Mobius này, mình cảm thấy là cái những cái điều khoản đấy vẫn còn được viết rất là kiểu không chặt chẽ, nó khá là khó hiểu. Thế nên là những cái chỗ nào mà bạn chưa hiểu thì hãy hỏi luôn. Nhưng mà thật sự nếu bạn mới bắt đầu đi làm cho người Đức ấy, giống mình, và cũng chưa kinh nghiệm làm thêm nhiều, thì lúc mà người ta bảo ký thì mình cứ ký thôi, xong rồi có gì mình sẽ thắc mắc sau ấy. Mình nghĩ như thế bởi vì lúc đấy mình cũng khá là ỷ lại vào khả năng tiếng của mình. Em mình ký sau đấy thì mình đi làm. Mình đang chờ tàu đến chỗ làm. Bắt đầu mình định là sẽ ghé qua siêu thị để mua một ít chuối trước khi đi làm. Tại mình thích ăn chuối, mình nhà mình hết chuối rồi. Nhưng mà mình ngủ trưa hơi bị nhiều, thế là mình không kịp đi mua chuối, bây giờ mình phải đi làm luôn. Một câu chuyện thật nhạt nhẽo. Ngay buổi đầu đi làm thì mình cũng đã được nhận luôn cái bộ đồng phục. Đây là bộ đồng phục của chỗ của mình. Cái này gọi là Namensschild, là Das Namensschild, thế đây là Namensschild. Thử kể cái này chả sao. Ok, đây là mình kiểu tự thay. Thật ra là trên cái Namensschild của mình nó vẫn ghi là Isländer noch, tức là kiểu chữ vẫn còn là Lehrling ấy, vẫn còn là người học việc ấy, chứ không phải là người làm việc full như thế này đâu. Nhưng mà kệ mình, vì hôm nay là ngày cuối mình mặc cái bộ này, cho nên là bây giờ thời gian mình cũng quen việc rồi. Từ những người đi làm ở Đức luôn phải đeo cái biển tên này để mọi người biết đường mà xưng hô, biết đường mà kiểu Ansprechen như thế. Đồng phục của bọn mình thì bao gồm một cái áo polo như thế này và một cái shirt là tạp dề. Tạp dề này thì nó dài, thế nhưng mà bọn mình có thể gấp lên được và biến nó thành tạp dề ngắn. Và cộng với quần đen, bạn nào làm việc trong lĩnh vực Kunden Service thì luôn luôn phải nhớ là mặc quần đen và đi tất đen nhá. Để đấy là kiểu luật bất thành văn ấy. Và giày để đi trong nhà hàng, đi trong môi trường làm việc cũng phải là một đôi giày riêng, chứ không phải là đôi giày mình đi từ bên ngoài vào. Là một cái quan trọng nữa, trước khi bạn bước chân vào làm việc là bạn phải có cái gọi là Gesundheit Nachweis. Nó là cái quyển màu xanh này. Đại loại là trước khi bạn bắt đầu một công việc gì đấy mà liên quan đến lĩnh vực ăn uống, lĩnh vực đồ ăn ấy, thì sẽ có phải có những cái nội quy về hygiene, tức là giữ vệ sinh an toàn thực phẩm. Và cái này là một cái bắt buộc. Nếu bạn nào mà đi xin việc mà liên quan đến kiểu đồ ăn, đồ uống ấy, thì kiểu gì người ta cũng sẽ hỏi là hát mình gì đến Gesundheit Nachweis đấy. Thì để có được cái quyển này cũng rất là dễ thôi, bạn chỉ cần bỏ tiền ra. Cần phải đặt lịch với cái Gesundheit Amt ở chỗ mà bạn đang ở. Và đến đấy nghe một buổi Belehrung là buổi kiểu gần như là nghe cảm tình đoán, nhưng mà đây là cảm tình về về hygienische Regel. Người ta sẽ nói là có những bệnh gì nó có thể truyền qua thức ăn, như kiểu run sán, hay là nếu bạn mắc bệnh kiểu lao phổi, viêm gan gì đấy thì phải, thì bạn không được đến chỗ làm. Những cái quy định về trang phục nơi làm việc, rồi kể cả móng tay á, bạn cũng không được để quá dài và cũng không được sơn móng tay giả nữa, các thứ như thế. Thì hết cái buổi Belehrung đấy, người ta sẽ gọi bạn vào một căn phòng riêng, bắt đầu hỏi những thông tin liên quan đến cái buổi Belehrung mà bạn vừa nghe đấy, xem là bạn có thật sự hiểu không. Nếu như bạn trả lời đúng thì bạn sẽ được nhận cái quyển Nachweisheft này và đồng thời bạn cũng sẽ phải trả cái gebühr là 30 oi nữa. Và một cái lưu ý nữa là cái Nachweisheft này nó chỉ có tác dụng, nó chỉ gültig cho nếu như bạn đi làm trong một cái môi trường liên quan đến đồ ăn trong thời gian 3 tháng sau khi nhận được cái Nachweisheft này. Nếu như 3 tháng sau khi nhận được Nachweisheft mà bạn không có công việc liên quan đến đồ ăn thì lúc đấy bạn sẽ phải đi làm lại một cái Nachweisheft mới. Quay trở lại, Bakery Mobius đó là một cái tiệm bánh rất là nhỏ và cũng giống như khá là nhiều tiệm bánh ở Đức, thì nó được thành lập từ cách đây khá là lâu rồi, mình nhớ là từ những năm 30 gì đấy của thế kỷ trước cơ. Cái mặt hàng chủ yếu là bánh mì. Bánh mì là kiểu món ăn quốc hồn của người Đức ấy. Có rất là nhiều loại và bán thêm một số những cái loại bánh ngọt, ví dụ những cái người ta gọi là Pfannkuchen hay là Quarktaschen, và những cái món bánh ngọt mà nó cứ có hình chữ nhật mà người ta cắt ra từ một cái khuôn, từ một cái khuôn dài, một cái khuôn to ấy, người ta cứ nướng cả cái khuôn to đấy xong rồi cắt ra thành từng miếng chữ nhật một ấy. Thì đấy người ta gọi là Blechkuchen. Cái Blech có nghĩa là cái khuôn, cái miếng nướng to đấy. Còn các loại bánh mì kia thì người ta gọi chung là Brot. Thế nhưng mà đầu tiên là Kölner Brot, là bánh mì có những cái hạt hạt kiểu hạt Leinsamen hay là Hanfsamen các thứ, hay là Weissbrot là bánh mì trắng, là Dunkelsbrot là bánh mì đen, nó healthy hơn là bánh mì trắng. Và có cả những cái loại Brötchen, tức là bánh mì nhỏ mà người ta hay dùng để ăn sáng.
nó cũng sẽ có bán kiểu cà phê để đi cùng với bánh mì. Thì đây là những cái mặt hàng kiểu nó bán chạy nhất. Nhưng mà trong những cái dịp đặc biệt như kiểu đợt vừa rồi tháng 11 thì có Fasching Site gì đấy, nó là một cái ngày lễ tôn giáo của người Đức. Thì người ta điên cuồng lên để mua Pfannkuchen. Đấy là một cái món ăn truyền thống trong cái ngày Fasching này. Pfannkuchen nó là một cái loại bánh ngọt, nó gần giống như là bánh donut, nhưng mà ở bên trong nó có nhân mứt và ở ngoài thì lăn qua đường. Nói chung là rất là ngọt, nhưng mà nó là món ăn truyền thống người Đức cho nên là culture. Nếu các bạn mới bắt đầu vào làm việc thì cái thời gian làm việc của các bạn sẽ, nó có thể sẽ quá số giờ maximal làm việc là 20 tiếng một tuần một chút. Bởi vì cái đấy gọi là Einarbeitungsphase, tức là thời gian thử việc, tức là kiểu thời gian làm quen với công việc ấy. Thì các bạn cũng không có vấn đề gì cả, nếu như mà làm quá giờ người ta vẫn sẽ trả lương cho bạn, chỉ là bạn sẽ không được cái kiểu bonus vì làm thêm giờ thôi. Bạn làm bao nhiêu bạn sẽ được hưởng bấy nhiêu. Và quan trọng hơn là nếu như bạn làm 8 tiếng, trong 8 tiếng đấy nếu như bạn nào cần pause giờ, là cần nghỉ giữa giờ ấy, thì phải ghi vào một cái tờ gọi là Arbeitszeitnachweis hay sao ấy. Thì người ta sẽ để cho các bạn một cái ô để các bạn có thể ghi vào là Nachweisen, nghỉ bao nhiêu phút. Thì bạn nghỉ bao nhiêu người ta sẽ trừ luôn vào cái số lương của các bạn. Thì những ngày mà mình có nghỉ thì mình ghi vào, những ngày mà kiểu khách đông quá mình không được nghỉ thì mình cũng ghi vào luôn. Và ở bên cạnh lúc nào cũng sẽ có một cái ô dài hơn gọi là Bemerkung, tức là ghi chú. Mình có thể ghi là kiểu keine Pause da zu viele Kunden, các thứ các thứ. Những cái ghi chú đấy thì cũng không phải lúc nào người ta cũng sẽ đọc, thế nhưng mà mình cứ nên ghi vào nếu như mình có lý do chính đáng, bởi vì người ta sẽ dựa vào đấy để đánh giá thái độ làm việc của mình các thứ các thứ, rằng là các bạn có ý thức nghiêm túc với công việc hay không, và có làm việc theo kiểu minh bạch không, đã lại thế. Đấy là cái mà cô Lighterin của mình đã nói. Công việc của Verkäufer ở một cái tiệm bánh thì ở bề nổi là dọn hàng ra, khách đến và khách chọn bánh gì thì mình đưa cho khách cái đấy. Và quan trọng hơn cái các bạn phải nhớ là lúc mà tiếp xúc với đồ ăn đấy, nhất là bánh mì các thứ không có cái gì che đậy ấy, thì các bạn luôn phải đeo găng tay vì lý do vệ sinh. Thật đây có những cái bánh mì nó để trực tiếp ở trên cái giá để đấy, nói chung là bụi tung bụi tít ra thì không sao, không sợ. Thế nhưng mà tay mình sờ vào thì lại sợ. Thế đó cũng không có gì ngạc nhiên lắm, bởi vì cái năm đầu tiên mình đi trao đổi mình ở cùng với một nhà người Đức đấy, người ta còn ăn cả đồ ăn đã rơi trên mặt đất cơ mà. Đại lại thế. Và sau đấy thì tính tiền. Tính tiền thì có máy tính tiền tính hết, không có vấn đề gì cả. Là cái việc mà tính tiền cho khách hàng ấy, người ta gọi kiểu tắt là Max Rudy Kasser. Mày cứ tính tiền đi Max Rudy Kasser. Thì cái đấy là bề nổi, nhưng mà cái bề sâu ấy thì còn có nhiều việc hơn rất nhiều. Lại là các bạn luôn phải dọn hàng, luôn phải kiểu tính kho, kiểm kê kho. Kiểm kê kho mình thấy mới là cái kiểu quan trọng và cái việc chính của người gọi là Verkäufer. Mà mình thì làm theo ca gọi là Dienst. Mình mới vào thì chỉ làm Spätdienst, tức là cái ca cuối cùng, thường là từ 12 giờ cho đến 8 giờ tối. Thì cái ca này đến tầm khoảng 5 giờ chiều là các bạn bắt đầu phải nghĩ đến chuyện đi vào trong kho lạnh xem là còn bao nhiêu cục bột, bánh mì cũng như là còn bao nhiêu bánh ngọt cho ngày mai. Đi vào cái tờ người ta gọi là inventory, tức là kiểu kiểm kê, thống kê xem là còn bao nhiêu cái gì, để hôm sau người làm việc ở ca sau còn biết đường mà kiểu tính ấy. Bởi vì mình làm Spätdienst cho nên là cái mình luôn phải đảm bảo là khi mình rời cửa hàng thì tất cả mọi thứ trong cửa hàng đều phải ở đúng vị trí, đúng cái order, cái trật tự của nó và sạch sẽ, để cho cái người làm ca Frühdienst hôm sau, tức là người làm việc từ 4 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa ấy, đến là có thể bắt đầu luôn công việc nướng bánh. Bởi vì cái người nướng bánh buổi sáng sớm đấy chỉ có thể làm công việc nướng bánh thôi là hết cả thời gian rồi. Người ta không còn thời gian để kiểu như là thay biển quảng cáo hay là lại bắt đầu đi lau các thứ quầy kệ đâu. Thế nên là mình phải chuẩn bị hết xong các thứ để cho những người làm việc ca sau. Cho nên là cái ca của mình phần lớn liên quan đến việc dọn dẹp và kiểm kê kho, cũng như là điền danh sách cái gọi là EL Lister. Tức là EL đấy viết tắt cho cái weekly Führung, tức là bánh tươi mỗi ngày mà. Cho nên là những cái bánh mì, những cái kiểu production mà hôm nay không bán được còn thừa lại thì sẽ phải viết vào cái danh sách EL Lister đấy. Và sau đấy thì đem chuyển lại về kho. Thường những cái bánh mì đen ấy, hoặc là những cái bánh mì có kernel ấy, thì đến cuối ngày nó cũng rất là cứng rồi. Đem ném chó, khéo chó còn chết. Thì mình không biết là mọi người sẽ làm gì tiếp với những cái bánh mì quá cứng đấy. Có thể là chỉ đem vứt đi thôi. Nhưng mà với những cái bánh mì trắng ấy thì các cô sếp của mình hay bảo là phải phân loại riêng chúng nó ra. Bởi vì từ những cái bánh mì trắng đấy người ta sẽ làm được cái gọi là Semmelmehl hay là Semmelbrösel. Là những cái giống như kiểu bột chiên xù của mình ấy, người ta sẽ kiểu nghiền nhỏ nó ra thành những cái bột, những cái vụn bột. Và sau đấy thì đem tái chế lại thành những cái như bột chiên xù.
Và còn một cái nữa là những cái Belek Tabration, là những cái bánh mì kẹp nhân ở bên trong thì thường là salami hay là shinken hay là format gì đấy. Thì đến cuối ngày này nhưng còn thừa lại bọn mình cũng phải đem gửi vào Alistair để sau đấy những cái bánh mì kẹp này sẽ được đem chuyển đến cho các cái Tafel, cho những cái tổ chức mà hay cung cấp đồ ăn cho những người vô gia cư ở Đức ấy. Và đặc biệt là bọn mình cũng phải phân chia ra bánh mì có thịt thì ở bên và bánh mì chay có trứng hoặc là có format thì ở bên. Trong cái đợt dịch này thì bọn mình phải chú ý giữ cái gọi là Corona Regel, Corona Maßnahmen, tức là những cái biện pháp phòng chống Corona. Bọn mình mới vào làm thì cái làn sóng thứ hai nó chưa mạnh mẽ như bây giờ. Thì bọn mình còn có một cái là cà phê, cái chef nữa, tức là phải bàn bánh bán cà phê để cho mọi người mang đi. Thì bọn mình cũng có một cái chỗ ngồi để cho mọi người uống cà phê, đọc báo và ăn bánh trà chiều, tán gẫu. Vì ở Đức thì lại có cái văn hóa cà phê trà chiều, tầm khoảng 3-4 giờ chiều là mọi người sẽ đổ xô vào những cái cửa hàng bánh như này, những cửa hàng bánh kiểu nhỏ nhỏ và truyền thống như này, để ăn một miếng bánh có thể là torte, tức là bánh cắt ra từ một cái bánh gato tròn to, hoặc là ăn một cái Blechkuchen hoặc là một cái Pfannkuchen, bánh ngọt gì cũng được, miễn là ngọt thôi. Rồi uống một cốc cà phê, nhất là các ông bà già thì thường hay có cái thói quen đấy. Thế nên là cái cà phê cái chef đấy thì nói chung là có thêm nó thì lại có thêm nhiều việc, mặc dù là nó cũng là một cái dạng kiểu self service thôi, tức là mình chỉ cần đưa đồ ăn ra thôi, để ra ở counter và người ta sẽ phải tự mang về bàn. Sau đấy thì ăn uống xong người ta sẽ phải tự dọn và mình chỉ phải đưa bát đĩa vào cái chỗ máy rửa bát thôi. Nhưng mà dù sao thì có nó cũng là có thêm việc, cho nên là một vài cái filiale là chi nhánh to hơn thì người ta còn offer cả ăn trưa nữa cơ, kiểu khoai tây các thứ. Nhưng mà vì mình mới làm cho nên là chưa bị phân đến những cái chi nhánh đấy. Thế mà nói chung là có thêm cái gì thì nhân viên càng mệt cái đấy. Bắt đầu tháng 11 trở đi thì mọi người phải giữ cái Corona cái kiểu đấy, tức là mọi người sẽ không được ngồi vào trong cà phê nữa. Thế là bọn mình kiểu rảnh hơn nhiều ấy, cứ tầm 3-4 giờ chiều mọi người cũng vào mua bánh, nhưng mà kiểu mua lặt vặt lẻ tẻ thôi ấy. Thế còn như hồi trước, úi giời, cứ 3-4 giờ chiều là lúc nào cũng phải có hai người kiểu full craft, tức là hai người làm việc lâu năm quen việc ở đấy rồi ấy, để gánh, để cân khách, tại vì thực sự là rất nhiều. Cái thế giới đi làm với người Đức thì cũng vui, nhất là đối với mình thấy đi làm chân tay như thế, tại vì kiểu Mitarbeiter trong cái môi trường này toàn là những người ở phía đông Đức, những người có tuổi rồi, ban đầu có thể người ta hơi kiểu hơi khó gần một chút. Cái bà sếp mà kiểu trông mình từ những ngày đầu ấy, ban đầu mình thì bà có vẻ hơi đáng sợ, nhưng mà thật ra đấy là cái tính của người ta thế. Ban đầu mình tất nhiên là làm sai, mình tất nhiên là không nhớ bài, thế mà cái bài luôn nói là immer fragen, immer üben, kiểu về mà mày không nhớ hay là không biết thì nó không có vấn đề gì cả, vấn đề là mày phải hỏi và mày phải luyện tập ấy. Thì cũng là như thế thật, mà tầm khoảng 2 tuần sau mình khá hơn, là mình cũng quen luôn được với cái thái độ ồn của người ta, là người ta không có ý gì xấu hay là người ta không kiểu forward time gì bạn cả, chỉ vấn đề là bạn luôn phải cố gắng làm việc và tiếng phải chắc, tất nhiên là tiếng phải chắc rồi, chứ không phải có cái chuyện là người ta nói 2-3 lần, 5-7 lần người ta vẫn, bạn vẫn không hiểu, bạn nó kiểu ớ ra thì cái đấy đúng là người ta cũng hết kiên nhẫn với bạn thật. Nhưng mà cái mình vừa mới nhớ ra và mình lập tức phải bổ sung vào đấy chính là cái việc mà nghe hiểu được những gì đồng nghiệp nói ở trong cái Gesture Accent đấy. Những con người đến từ vùng rác rền này có một cái accent rất là nặng. Lúc đi làm mình cũng phải mất một thời gian để cho mình quen được với cái tốc độ nói vừa nhanh mà lại còn vừa khó hiểu, khó nghe của người ta nữa. Đại loại là Gesture Accent nó đã thách thức gần 6 năm học tiếng Đức của mình, và mình cảm thấy mình thật là nhỏ bé trước cái accent của các ông bà, các cô chú ấy. Nhưng mà một khi mình kiểu behashing được ngôn ngữ rồi thì mình thấy cái việc cái găng với collagen nó không có vấn đề gì cả ấy. Hay đấy là kiểu môi trường làm việc với những người lớn tuổi ở Đông Đức thì người ta thấy người ta không quá khó chịu, không quá ganh đua. Như là với các anh chị đi làm ở môi trường văn phòng, mình chưa cảm thấy thế. Hoặc có thể là do mình làm việc chưa đủ lâu, kiểu mình mới là lính mới, làm cái gì cũng chậm, nên người ta cũng kiểu chả chấp con này làm gì. Still mình làm cũng gấu mà. Nói chung mình quen việc cũng nhanh. Một phần là do collagen rất là kiểu hips bright và khá là cute. Về sau mình còn hay làm chung với một ông chú, cũng có bạn là người Việt và hay đi đá bóng với ông bạn đấy. Ông này thì cứ mỗi lần biết là có mình làm chung ca, ông ấy sẽ chuẩn bị kiểu extra mấy cái xúc xích để ra đấy lúc hết giờ sẽ đưa mình mang về. Tại vì kiểu xúc xích thì một khi đã lấy ra khỏi ngăn đá rồi và cho vào trong cái máy hâm rồi thì không để lại đến ngày hôm sau để bán cho khách nữa vì nó sẽ bị khô. Thì ông ấy thường hay gói cho mình thêm kiểu khoảng 3-4 cái gì đấy để mang về nhà ăn buổi tối. Vì bọn mình làm ca tối mà thường thì làm xong lúc đấy về nhà thì cũng muộn rồi.
nấu ăn thì cũng hơi cập dập ấy. Cho nên là ông bảo cứ mang thịt về mà ăn, cứ mang mấy cái xúc xích này về mà ăn. Đại loại là bây giờ thì mình sắp thôi việc rồi. Quá buồn rồi, mình mới làm có 2 tháng mới bắt đầu quen việc nghỉ. Thế nhưng mà vấn đề là bây giờ uni của mình cũng có rất là nhiều việc, và năm sau mình cũng phải đi thực tập luôn, đi practicum luôn. Cho nên mình nghĩ là mình sẽ muốn bắt đầu tìm những công việc nó liên quan đến ngành nghề của mình hơn, là đi làm thêm. Thế nhưng mà 2 tháng vừa rồi cũng cho mình rất là nhiều trải nghiệm về kiểu đi làm ở Đức và thế giới đi làm nói chung. Nó vui và cũng stressish như thế nào. Nói chung nếu như video này đã giúp ích cho các bạn được một phần nào đấy về chủ đề đi làm thêm ở Đức, đi làm thêm cho người Đức bằng một cách nào đấy, thì mình rất là vui. Đó, hết video này rồi. Mong là các bạn không bị mất kiên nhẫn. Rồi chúc các bạn một ngày vui vẻ, một tuần vui vẻ. Và hẹn gặp lại ở video sau.